chào quý cô bác cùng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nhá. Thì ngày buổi trưa hôm nay thì IDT Vlog cũng có lên đãi bày và chia sẻ những cái gì IDT đã chia sẻ và nói chuyện với mọi người rồi. Khán giả thứ nhất là cô chú anh chị và các bạn trên kênh của IDT Vlog. Thì trong buổi tối ngày hôm nay IDT Vlog sẽ lên một cái clip này. Thứ nhất là để nói cho mọi người biết được những cái sáng tỏ về cái gì như IDT Vlog biết thì như IDT Vlog sẽ chia sẻ với mọi người, cô chú anh chị và các bạn biết về những ai là người tốt, ai là người xấu và ai là cái người đang lợi dụng, là một con giáp thứ 13 đã xen vào đời tư của người khác và xen vào những cái chuyện, thứ nhất là cái chuyện không phải chuyện của mình, và mình cũng lên mình làm những cái chiêu trò, thứ nhất là giật like giật tít, thứ ba nữa là quy chụp cho cái nọ, quy chụp cho cái kia. Thì mới đây nhất thì trong cái câu chuyện giữa chú Thủy TV và chú Thái Hoàng Kali có vay tiền của nhau 40 triệu hay không, thì mình là người biết tất cả rõ từ hai phía, chú Thủy TV và chú Thái Hoàng Kali, nhưng mình không lên trên không gian mạng, mình đôi co, mình giật like, mình giật tít, mình câu like, mình câu view về hai người cùng phe với mình là một. Cái thứ hai nữa, chú Thái Hoàng Kali cũng chia sẻ với mình một phần, mình cũng hiểu, gọi cho là một số những câu chuyện bên phía chú Thái Hoàng Kali, và chú Thủy TV cũng có nói chuyện với mình về vấn đề đấy. Nhưng mình biết, nhưng mình không nói. Mình không muốn đưa cái câu chuyện này lên trên không gian mạng là như thế nọ, là như thế kia. Bởi vì tại sao? Mình là đàn ông và mình không phải là con giáp thứ 13 mình xem vào chuyện của hai người. Bởi vì chú Thủy TV và chú Thái Hoàng Kali là hai người trong cuộc, và hai người sẽ hiểu rõ nhất. Mình cũng chỉ là người nghe lại câu chuyện, nhưng mình tuyệt đối không, mình không chia sẻ với một ai. Và mình biết, mình cũng không nói, bởi vì mình không phải là mình đi khóc thuê, mình không phải là mình cần like, mình cần view, phải không hả mọi người? Mình không mang cái tính chất, mình là con giáp thứ 13, mình xen vào cái đời tư của người khác, mình xen vào cái câu chuyện của người khác, mình lấy cái câu chuyện của người khác lên trên không gian mạng để mình câu like, mình câu view. Mồm thì lúc nào cũng kêu là không câu like, không câu view, nhưng cuối cùng thì lại toàn gọi cho là dùng cái chiêu trò, đó là kích bác cái nọ, kích bác thế kia, chui vào kênh nọ, chui vào kênh kia, bàn luận về những cái chuyện quốc tế thì không bàn luận, những cái giới văn nghệ sĩ thì không dám động chạm đến. Người ta, người lọ, người kia, người ta phản biện lại mình, thì mình cũng không cả dám lên để mình đấu tố lại. Mình kêu là thế nọ, mình kêu thế kia. Thế thì chả có cái lý do gì mà tự nhiên lại đi gọi cho lấy cái câu chuyện mà chả về chuyện của mình, mà mình đi mình gọi cho mình lên mình đấu tố cả, mình buôn dưa cả, mình ngồi lê, mình hớt lẻo với mọi người cả, phải không hả mọi người? Đây là trên không gian mạng ấy. Thì mình cũng xin thưa với mọi người, mình biết tất cả mọi vấn đề và mọi những cái ngóc ngách, những cái câu chuyện, những lý do mình không nên nói, bởi vì mình không muốn là cái người đưa cái câu chuyện nó đi quá xa. Mình không muốn gây mất đoàn kết với những kênh YouTube khác. Mình không muốn là những người bạn của mình phải chịu những cái nọ cái kia cả, để cho những cái lũ lươn nó lợi dụng vào cái cơ hội đấy để nó làm những cái chiêu trò. Thì tất nhiên mình là người sống như thế nào thì trên cơ không gian mạng và mọi người biết, và lý do tại sao mình im lặng và mình không nói thì tất nhiên các bạn chắc cũng đã hiểu mình. Còn ngày hôm nay thì mình cũng mới lên trên không gian mạng, mình cũng được rất chi là nhiều khán giả từ chiều đến giờ gọi điện cho mình rất nhiều.
comment cũng nhiều, Zalo cũng nhiều. Và ngay cả chú Thái Hoàng Cali cũng gọi cho mình. Nhưng mình chỉ nghe thôi, chứ mình không chia sẻ với mọi người một cái điều bí mật gì cả, hoặc một cái gì cả. Mình biết nhưng mình không nói. Thì chắc chắn mọi người cũng đã biết mình là người như nào, mình quân tử như nào, mình sống với kiểu cách như nào. Thì chắc chắn mọi người đã biết. Chứ mình không bao giờ mình dùng cái câu chuyện của người khác để mình lên mình bàn luận, mình phân tích, mình đưa đường, mình dẫn lối. Trong khi đó, cái câu chuyện trực tiếp là chú Thủy và chú Thái Hoàng Cali, chú còn chưa lên tiếng, thì chả có nghĩa gì, lý do gì mình cầm đường mình chạy trước ô tô cả, cầm đèn mình chạy trước ô tô cả, phải không hả mọi người? Và mình có biết đúng sai hay như thế nào, nhưng mình không bao giờ mình nói. Bởi vì mình là người ở giữa, mình muốn làm sao nó giữ hòa vị quý là cái tốt nhất. Anh em cùng chung một chiến tuyến, không lên đấu đá nhau, nó sẽ là cái vui nhất. Mình không muốn gây mất đoàn kết với một ai. Nhưng thì nói như một điều nhá, nhưng có một số những cái kẻ người ta mang trong cái lòng, thứ nhất là đố kỵ và ganh ghét, thứ hai là ganh tị, thứ ba nữa là lên dẫn dắt câu chuyện không phải cái câu chuyện của mình. Mình cũng xé cái mũi vào cái câu chuyện của người khác để mình bàn luận, để mình mới lấy cái câu chuyện mình làm quà. Thì mọi người xem cái con người có tốt đẹp thì không hả mọi người? Chắc gì mình đã tốt đẹp bằng người ta, hoặc chắc gì cái câu chuyện nó đã như vậy, mà mình cũng lên gọi cho mình, cũng gọi cho mình đưa đường, mình dẫn lối, mình cầm đèn mình chạy trước ô tô, phải không hả mọi người? Còn riêng mình trong cái clip trước, từ ngày hôm kia rồi mình đã chia sẻ với mọi người, mình biết hết mọi những vấn đề, mọi những khúc mắc và những cái diễn biến tiếp theo nó sẽ ra như thế nào, nhưng mình không nói. Mình không bao giờ mình mang cái từ mình đi kích bác kênh nọ, mình kích bác kênh kia, mình lợi dụng vào những kênh nọ, mình lợi dụng vào kênh kia để mình câu like, mình câu view, mình gọi cho là mình kéo like câu view về kênh của mình. Thì cái hậu quả thì tất nhiên kênh sẽ bị tụt sắt, chắc chắn sẽ bị thê thảm luôn, một điều luôn các bạn ạ. Còn cái thứ hai nữa thì mình cũng xin thưa với mọi người như sau. Thì có một số kênh kêu là mình lên mình bán hàng, mình đi làm từ thiện mà người ta không làm, thì mình cũng xin thưa như này này: ông có bán cái giời người ta chả thể mua, ông bà có bán, bà có đi làm từ thiện cả giời người ta không gửi tiền cho bà, cho ông, hiểu chưa? Bởi vì nhìn cái con người của người, cái con người người ta nhìn được, người ta có biết mình có thật thà hay không, cái luận điệu, cái clip mình lên, cái bản chất của con người của mình có xứng đáng để người ta gửi cái đồng tiền, người ta trao cái niềm tin cho không thôi, để đi làm từ thiện, để đi giúp đời giúp người không thôi. Và mình có bán hàng có tốt có đẹp, người ta có ủng hộ hay không, người ta có mua cho hay không thôi, hiểu chưa? Bởi vì trăm người bán vạn người mua, chứ không ai ép ai mà. Còn nếu như mà tị lạnh hoặc là đố kỵ vì một cái lý do là không bán hàng, không thế lọ, không từ thiện, thì xin phép cột điện đi, là không có đủ tầm và không có đủ tâm để làm những cái công việc đấy. Bởi vì cái con người mình giỏi, mình có phúc, có đức, có tâm, có tầm, có cái sự nhìn nhận, thì mọi người khán giả người ta sẽ đánh giá được, người ta sẽ nhìn nhận được là những ai người ta có thể tin tưởng. Người ta có thể người ta mất bao nhiêu tiền, nhưng người ta tin tưởng vào người bạn, người bè, thì người ta có thể người ta nhờ người ta giúp đỡ được. Nhưng lý do gì mình cũng lên, mình cũng làm một vài clip á, mình cũng kêu gọi mà, là ủng hộ những cái chỗ lọ, ủng hộ chỗ kia mà. Nhưng có ai không? Có ai người ta ủng hộ không? Có ai người ta kêu gọi cho không? Và có ai người ta gửi tiền về cho để ủng hộ không? Phải không hả mọi người? Bởi vì cái tầm hiểu biết không có, cái lập luận không có,
chuyên dùng những cái mưu hèn và những cái kế bẩn để làm gì hả mọi người? Để đi xuyên tạc những kênh nọ, chống phá những kênh kia, gây mất đoàn kết nội bộ những anh em YouTube với nhau. Đây mới gọi là một cái con lươn. Con lươn này là con lươn thứ 13, hay còn gọi là con giáp thứ 13 mọi người ạ. Chứ không phải là tốt đẹp gì. Thì lý do và tại sao thì mình lên, mình chia sẻ với mọi người và mình phân tích với mọi người trong suốt cái quá trình vừa qua, 2-3 ngày hôm nay, nó dâm gian trên không gian mạng rất nhiều, gọi cho những cái chuyện thị phi trong đời sống, trong hàng ngày. Và những cái con người nào kêu là chính nghĩa, kêu là thế lọ, kêu là thế kia, xong cuối cùng gọi cho bán đứng bạn bè, lừa thầy phản bạn, dùng gọi cho mọi cái chiêu trò, đặt điều, xong bắt đầu là nhặt những cái thông tin nọ thông tin kia, bịa đặt ra, nói không thành có. Thì mọi người xem phải không? Nếu như mà cái con người, người ta tốt, người ta đẹp, thì không có nhẽ khán giả người ta quay lưng đến mức độ như vậy. Và không có nhẽ là trong một cái live stream mà bị bao nhiêu cái người khán giả người ta nói đến cái mức độ như vậy. Người ta nói toàn những cái sự thật thôi, chứ không phải là người ta thấy nọ người ta thấy kia cả. Và đấy là những cái sự thật của khán giả. Người ta là những người công tâm nhất, người ta giải bày, người ta chia sẻ, người ta góp ý, chứ không phải là không. Còn trong cái câu chuyện, mình nhắc lại với tất cả cô chú anh chị như sau. Trong cái câu chuyện giữa chú Thái Hoàng và chú Thủy TV, mình cũng chỉ là một người cháu. Mình cũng có thể là gọi cho người cháu đi, nhưng có thể mình chơi cùng hai chú. Mình biết được một số những tính cách của hai chú rồi, nhưng mình cũng không thể đo được hết lòng người bất kể một ai cả, phải không hả mọi người? Ngay như góc độ anh em trong gia đình cũng thế thôi, bố mẹ đẻ ra còn không thể biết được hết tính nết của từng người một. Thế là mình chơi với tất cả các chú, mình vẫn dành cái sự tôn trọng cho hai chú là một. Cái thứ hai nữa là những cái câu chuyện của hai chú xảy ra với nhau trong ngày hôm nay thì bắt nguồn ra, và cũng được gọi cho là cũng do ai người ta gây lên, thì chắc nhiên thì mọi người cũng đã nhìn nhận thế, phải không hả mọi người? Ai gây lên gọi cho cái thị phi này, và ai dựng lên cái câu chuyện như này, thì chắc chắn khán giả và mọi người sẽ nhìn nhận được. Chứ mình cũng là người ở giữa thôi, mình không bênh chú Thủy, mình không bênh chú Thái Hoàng Kali, nhưng mình sẽ khuyên hai chú. Với một cái tâm của mình khuyên hai chú là người ở trong cuộc lên gọi điện và trao đổi với nhau, chứ không để những cái kẻ ba que sỏ lá nó đứng ở ngoài, nó nhìn nhận được cái công việc và nó nhìn nhận được, nó lợi dụng vào chú Thái Hoàng Kali và chú Thủy để nó làm clip. Chả ai thuê nó khóc mướn cả, nhưng cuối cùng nó vẫn thuê khóc mướn. Mọi người có hiểu không? Nên lý do và tại sao IDT Vlog biết, chia sẻ với mọi người rồi, nhưng IDT Vlog không lên clip. Và IDT Vlog đã âm thầm gọi điện cho chú Thủy và chú Thái Hoàng Kali, đã chia sẻ và góp ý với hai người, là khuyên hai người. Thứ nhất, tình cảm còn với nhau, lên làm một cái clip hoặc là gọi điện trao đổi với nhau theo một cái cách khách quan nhất và hài hòa nhất, giữ hòa phí quý là tốt nhất, chứ không phải là mang cái tính chất là thế lọ là thế kia cả. Còn khán giả là những cái người, người ta chỉ biết nghe, người ta chỉ biết là người công tâm, người ta nhìn nhận, người ta đánh giá về từng góc độ, từng con người và từng sự việc ra, chứ không thể người ta biết được trong cái sự việc đấy nó là thế nào cả. Cũng như mình thôi, mình là người ngoài cuộc, mình chỉ đứng mình xem thôi, chứ không bao giờ mình tham gia sâu vào cái công việc đấy. Và những cái công việc đó không phải công việc của mình. Mình chỉ lên cái tiếng nói góp ý thôi, nhưng góp ý những cái góp ý chung thôi, và góp ý đúng để làm sao để hai người đỡ mất cái tình cảm với nhau đi, là cái thứ nhất. Chứ cái thứ hai nữa là không như một số những cái thành phần người ta lợi dụng vào cái câu chuyện này, người ta lên live stream, người ta lên clip, người ta ngồi người ta phân tích, người ta kêu là làm YouTube để người ta phân tích về cái vấn đề này. Thì cũng xin thưa với mọi người, đấy là cái con người không tốt,
tính tình là không bao giờ được ngay thẳng. Tại sao mình nói là không ngay thẳng? Nếu như mình là người anh, mình là người có tuổi, mình là người được biết, nhìn nhận, thì mình gọi điện, mình thông qua người nọ, thông qua người kia. Để mình làm gì? Để mình giữ hòa vị quý với nhau. Dù gì cũng chơi với nhau, cũng quen biết nhau. Nhưng không nha các bạn nha, nhưng không. Lại chính tỏ mình lên clip, mình làm những cái chiêu trò đó là bực tức. Các bạn hiểu chưa? Các bạn thử nghĩ xem điện như thế có tốt đẹp gì không? Mà trong khi đó, mình là người ít tuổi nhất, mình biết cái sự việc này lâu rồi, nhưng mà mình không. Mình cũng chỉ động viên, mình khuyên bảo thôi. Chứ nếu như để mà mình là người xấu, mình nhờ và gọi cho cái tiếng tai của mọi người để mình làm clip, mình câu like, mình câu view, thì mình đã làm. Nhưng mình không. Mình không lợi dụng vào cái vấn đề đấy. Các bạn hiểu chưa? Những ai và những kẻ nào và những con giáp thứ 13 nào đang lợi dụng vào chú Thái và chú Thủy để làm những cái chiêu trò trên không gian mạng, thì mọi người cũng đã biết được có tốt, có đẹp hay xấu không. Còn có thanh minh đến đường rời, có khóc thuê đến đường rời. Bởi vì chú Thủy, chú Thái Hoàng Kali, chú đang thử cái lòng thôi mà. Chú đang thử lòng con người thôi mà. Chú đang thử lòng là thứ nhất, là để xem mình lên clip thế nào. Xong chú Thủy với chú Thái là người trong cuộc, người ta sẽ lên clip, thì người ta sẽ nói lại cái sự thật, thì mọi người và khán giả sẽ là cái người công tâm nhất, và sẽ là cái người hiểu chuyện nhất, phải không hả mọi người? Chứ không phải ở nhà cào cái bàn phím, nhặt nhạnh những cái thông tin nọ thông tin kia, lên gọi cho phân tích, xong kêu là đứng giữa trọng tài, nhưng cuối cùng toàn bịa đặt ra thôi. Phải không hả mọi người? Chứ riêng Nhi DT Vlog không làm những cái trò tiểu nhân đấy, và không làm những cái trò đó là lừa thầy phản bạn. Dù gì cũng là cùng một chung chiến tuyến, cùng chung một cái lập luận và một cái suy nghĩ. Thế là làm sao nhìn một cái cách khách quan nhất, đưa những cái tiếng hay, tiếng đẹp cho mọi người được học. Chứ không phải mình là một cái kẻ đâm trọt và chui rúc, làm những cái trò tiểu nhân như thế. Còn chưa biết được cái sự việc, cái người trong cuộc, người ta còn chưa biết, người ta còn chưa nói ra. Mà mình cái gì, mình là cái gì? Mà mình đã cầm đèn chạy chiếc ô tô. Mình chỉ nắm bắt những cái thông tin. Và mình đã lên, mình làm những cái clip rồi. Mình phản biện lại rồi. Thì phản biện để xem khán giả đấy. Người ta là những người công tâm nhất. Người ta sẽ đánh giá được ra mình là người như thế nào. Mình có đúng không? Hay mình chỉ mang cái tính chất là mình thế nọ, mình thế kia thôi. Phải không hả mọi người? Chứ tài giỏi thì đã không đến cái mức độ như vậy. Còn những người người ta tài giỏi, người ta làm YouTube, và Nhi DT cũng xin nhấn mạnh nữa câu, người ta bán hàng trên mạng ấy, người ta bán những cái hàng thật, người ta cũng chỉ cần người ta có những cái gia đình nào, những khán giả nào có công có việc, người ta cần thì người ta gọi điện. Còn người ta không cần thì cũng không sao cả, cũng chưa đói, cũng chưa khát, hiểu chưa? Còn làm từ thiện ấy là người ta làm phải từ tâm, người ta phải làm từ cái tính của người ta. Người ta nhìn từ cái bộ mặt của người ta có tin tưởng hay không, thì khán giả người ta trong và ngoài nước, người ta mới gửi cái đồng tiền về cho, người ta nhờ Nhi DT Vlog để đi giúp những cái mảnh đời còn khó khăn. Còn nhìn cái con người không có cái độ tin tưởng là một, hiểu chưa? Nhìn cái con người thao thao bất tuyệt thì lý do gì mà người ta dám gửi tiền về cho? Phải không ạ mọi người? Còn nếu như có tốt, có đẹp thì không phải thanh minh với khán giả làm gì. Hiện tại bây giờ khán giả người ta cũng đã biết mình có tốt, mình đẹp, hay là mình thanh cao, hay là mình giỏi giang, mình thế lọ, mình thế kia. Nhưng cuối cùng chu quy đi thì chu quy lại cũng chỉ là một con giáp thứ 13. Thì các bạn cũng đã biết cái con giáp thứ 13 là con giáp gì chứ. Con giáp thứ 13
thì thường thường là cái con giáp thứ 13 là hay chui vào những cái chuyện của người khác, hay chui vào những cái chuyện đời tư của gia đình nọ gia đình kia. Để làm cái câu chuyện làm gì? Để ngồi buôn dưa, để bán dưa lê, và ngồi để đặt những cái câu chuyện này lên, để bình luận và làm cái bình phong, và làm những cái câu chuyện để câu like, để câu view trên không gian mạng. Chứ chả là cái gì cả cái con giáp thứ 13 đấy cả. Thì các bạn biết phải không? Trong 12 con giáp ở Việt Nam ta, các cụ từ ngày xưa có câu có 12 con giáp thôi. Thế tự nhiên sao lại có con giáp thứ 13 xuất hiện? Thì chắc chắn mọi người cũng khán giả cũng đã biết chứ. Còn nếu như người tốt, người đẹp, người ta tài giỏi chứ không có nghĩa gì, và người ta lại dựng cái câu chuyện của người khác lên để người ta lại bình luận, người ta làm cái bình phong, làm cái câu chuyện để người ta lên người ta dẫn dắt. Còn có giỏi thì hãy lên dẫn dắt những giới văn nghệ sĩ bẩn đi, chứ đừng lên gà cùng một mẹ mà chớ hoài cắn nhau. Hiểu không? Là con giáp thứ 13. Thì thôi, mình cũng xin phép tất cả cô dì chú bác cùng toàn thể trên không gian mạng. Thì hôm nay Nhi DT Vlog thì cũng có chia sẻ với mọi người những cái gì Nhi DT Vlog biết trong cái câu chuyện giữa chú Thái Hoàng và chú Thủy TV. Thì Nhi DT Vlog cũng xin chia sẻ với mọi người được biết là lý do và tại sao Nhi DT Vlog không lên tiếng và không nói thanh minh anh cài cả. Còn cái việc này, Nhi DT Vlog là người trẻ, là tuổi con, là tuổi cháu của các chú. Nhi DT Vlog không muốn tham gia vào chuyện của các cô, các chú. Còn chuyện của giữa hai người, chú Thái và chú Thủy TV, hai người sẽ giải quyết với nhau. Thì theo như Nhi DT Vlog mong, sẽ là một cái cách thứ nhất là văn minh và lịch sự nhất. Cái thứ hai nữa là hai chú là người lớn tuổi, đừng lên để cho những cái kẻ và con giáp thứ 13 nó xuyên tạc và để những cái câu chuyện để nó câu like, câu view, để nó dựa hơi vào tên chú Thủy và chú Thái Hoàng Cali. Còn nếu như mà cái con giáp thứ 13 nó tài, nó giỏi, thì nó không phải dựa hơi vào những kênh khác, những kênh lớn để gọi cho để làm gì, để câu like, để câu view, để dùng cái mục đích gì? Mục đích gọi cho chỉ lên đấu tố để dựa hơi thôi, chứ chưa giúp ích được cái gì cả. Các bạn hiểu chưa? Các bạn cứ tự nhìn nhận xem, cứ làm cái clip phản biện về ai cái xem, người ta cứ phản biện lại cái thì quay lại gọi cho lại xin lỗi mới thanh minh thanh ca ngay. Các bạn hiểu chưa? Nên là hôm nay Nhi DT Vlog đã chia sẻ với mọi người. Còn những cái gì khúc mắc thì mình cũng mong chú Thái Hoàng và chú Thủy TV hãy giữ hòa quý quý để tốt đẹp nhất. Thứ nhất là để cho khán giả trên hai kênh, cháu chú Thái Hoàng và chú Thủy được nhìn nhận nhất và được cái cách công tâm nhất. Chứ đừng lên để cho những cái con giáp thứ 13 nó lại lên nó sủa sẳng, nó sủa bận và nó đặt điểm, phải không ạ mọi người? Thì Nhi DT Vlog xin cảm ơn tất cả cô dì chú bác nhá. Xin chào chào mọi người.